Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay Lợn TV quay cho quý vị một cái mẫu nhà sàn truyền thống của người Tày thôn Tha, xã Phương Độ của thành phố Hà Giang nhé. Mọi lần thì Lợn TV chuyên quay về nhà sàn bê tông. Hôm nay thì Lợn TV sẽ quay một cái ngôi nhà truyền thống cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là những cái gỗ này, chủ nhà tích lũy từ ngày xưa rồi, để khá là lâu. Đây là để những chỗ đây, trước cửa con đường vào ngôi nhà sàn truyền thống. Đây quý vị và bạn, đây là chú đang cho lợn ăn này. Đó cho chú nhá. Đây là cả áo cá nhà chú trước cửa luôn này. Có những cá bụng khá là to luôn này. Cá này lâu chưa chú? Nuôi được chục năm chưa? Con to nhất là phải 40 năm. Ai già, con to nhất là 40 năm rồi à? Đây con rìa to lắm nhỉ. Con này là không phải chục năm rồi đấy. Vâng, 40 năm rồi kìa. Đây quý vị các bạn cùng xem bên dưới này. Đây là có những chỗ để sản xuất phục vụ bà con thế này. Đây quý vị xem cùng, đây có cái cối bằng gỗ này. Đấy, rất hay không? Cối này bằng gỗ giã gạo, giã bằng cái cối gỗ này. Đây, quý vị xem con cá bỗng, con này là phải hơn một yến rồi này. Đấy, cá bỗng hơn một yến rồi, to, khá là to luôn. Đây, cái ao nước rất lông rồi nhá, cá cực kỳ to. Đây là bên dưới thì chủ nhà để xe, cộ, vật liệu xây dựng, các ngô sản xuất, các thứ nông nghiệp ở bên dưới này. Đây, nhìn Lợn TV rất thích cái ao cá như này, khá nhiều luôn. Đấy. Nên là giờ bắt đầu lên trên nhà trên quay cho quý vị nhá. Thì nhà sàn ở đây thì họ sẽ làm bằng cột gỗ mọi người ạ. Đây là cầu thang truyền thống đúng cổ này. Ngôi nhà này thì chủ nhà cho biết là đã làm hơn 50 năm rồi, đã rêu, khá là rêu phong rồi. Đây 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đây, đây là trước khi cái hành lang này. Nó hơi tối tí nhá, hành lang vào. Nên đây, như các bạn cùng xem này. Thì ngôi nhà truyền thống người Tày vẫn có để lại cái bếp lửa ở trên nhà nhé. Đấy, không gian bếp đây. Quý vị và bạn cùng xem, ngôi nhà này là 5 gian 2 trái cơ, bằng gỗ đây. Đầu tiên Lợn TV quay nhà sàn gỗ, cột gỗ vuông nhé. Cái này sửa lại 20 năm trước, sửa lại một lần nhỉ? Chưa anh ạ. À, chưa sửa lần nào ạ? Chưa sửa. Đấy, ấn tượng nhất là nhà để những cái đồ thủ công tự làm. Đây là những đồ tự làm của gia đình, tự đan trải, cũng tự đan để phục vụ. Đây, học. Đây thì ông này tự đan nhé. Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi ông? 81. À, 81 tuổi rồi ạ. Vâng. Thế ông vẫn đan trải đấy nhỉ? Vẫn đan trải được, vẫn đan cái dế riêng này nhỉ. Cái này là cái đồng nhỉ? Cái này là cái đất, đất không có đất. Đất là tưởng đồng. Đất đúng nên. Đó. Lộ ốm trước cái đó. Đây quý vị và các bạn cùng xem này. Bên này còn một cái sân phơi để đi ra ngoài cửa lách nhá.
Đây là toàn cảnh của ngôi nhà sàn. Đây là ông mừng thọ ông này. À. Xin chào tạm biệt. Ông vẫn mắt vẫn tinh để đàn trải nhỉ? Mắt bây giờ sáng rồi đấy. À, mắt lại sáng ra không? Sáng lại. 80, ông là sinh năm 42 đấy nhỉ? Sinh 41. 41 à? Thế là 81 tuổi rồi. Đấy. Đây là đàn. Mỗi cái chài này là ông bán bao nhiêu tiền một cái không? 2 triệu một cái ạ. Là bao nhiêu cân chỉ? Chỉ không được cân. À không cân chỉ. Nẹp vào đủ cho nó đủ. À đủ là chứ tưởng là cân theo chỉ nữa. Cái này là mình đan này dài là bao nhiêu ạ? Dài này á. Ô không được đo lại đâu. Ông đan này một cái chài này là khoảng độ bao nhiêu thời gian? Khoảng 4 tháng. Nghe được bà anh không? 4 tháng. Có chứ, em nghe được rồi. 4 tháng là một cái chài không? Hay già, khá là lâu nhờ. Rất cực kỳ là tỉ mỉ. Cực kỳ là tỉ mỉ luôn mọi người ạ. Đây là TV review qua những bức ảnh của cụ ngày xưa đây. Đây là cụ bà. Cụ bà giờ bao nhiêu tuổi ạ? 80 à? Đấy, cũng hai ông bà gần bằng tuổi nhau và mắt vẫn sáng lắm nhá. Bà con ở trên này sống gần gũi với thiên nhiên. Nên cực kỳ là sức khỏe trời phú cho các cụ. Đây, nhìn ngôi nhà thì gỗ đây, sàn vẫn là gỗ luôn, toàn bằng gỗ tốt ở trên này luôn nhá. Đấy, toàn gỗ tốt thôi. Đây, những cái này là vật dụng này của bà con sẽ vứt lên trên luôn bếp để ấy để phục vụ bà con. Đấy. Đây, bếp đây, bếp có treo các kiểu, bếp treo các kiểu giỏ này, giỏ này. Đây những cái này nhìn khá là cổ kính chưa mọi người, giỏ. Đấy. Giờ đây bếp trên này sẽ treo thước đồ để bảo quản nhé, những đồ không ăn hết hoặc là để mổ. Như đây là chủ nhà có làm những món xiên thịt ếch này, ếch treo này. Đây gọi là ếch treo các bếp. Đây lợn TV sẽ quay cho quý vị xem này. Đây là ếch treo các bếp này. Đấy. Thì là nhá. Được chủ nhà lại mời ăn bữa thắng cỗ ngựa nha. Đây là những cực kỳ là ấy. Lên đây bà con trên này cực kỳ là nhiệt tình tiếp đón. Lợn TV lại không thể từ chối được mọi người ạ. Nên là phải ở lại ăn món thắng cỗ ngựa cùng bà con. Mong quý vị và các bạn luôn đồng hành với kênh Lợn TV nhé. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Lợn TV sẽ xin phép mà tắt video ở đây.